Xin chào mọi người, bên trên của mình là bên kho thiết bị thí nghiệm Khang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là đồng hồ đo độ cứng cao su điện tử của hãng Tất lắp Nhật Bản các bạn ha. Với thai A với mã model là GSD719K, được xuất xứ tại Nhật Bản và được nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên. Là dòng sản phẩm được sản xuất bởi thương hiệu Tất lắp của Nhật. Đây là tiêu chuẩn GISK6253, ISCO7619, ISO 868, ASTM D2240 theo quy định ngành nhựa tại Nhật Bản. Máy đo độ cứng cao su này có thang đo từ 550 đến 8050 N/N, 56.1 đến 821.1 GF, với thiết kế nhỏ gọn cho độ chính xác gần như là tuyệt đối khi đo. Thích hợp cho trong ngành công nghiệp sản xuất ống nước, lốp xe các loại, thường được sử dụng nhiều trong nhà máy chế biến cao su thiên nhiên, sản xuất đồ nhựa, vật liệu nhựa cứng và mềm. Máy mã model là GSD719K. Với thời điểm nhiều tiêu chuẩn của thế giới, thang đo là từ 550 đến 8050 N, với hình dạng đầu kim đo phi 0,79 với góc đo 35 độ, chiều cao kim đo là 2.50, trọng lượng khoảng 320 g. Và ai có nhu cầu xin vui lòng liên hệ vào hotline 0938 222 991 hoặc 0936 6077. Xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại với những video kế tiếp.